Xuân Mỹ xin kính chào quý khán giả xa gần trở lại với kênh Xuân Mỹ Vlog. Là đầu tiên thì Xuân Mỹ xin chúc cả nhà có một ngày mới nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng. Video này thì Xuân Mỹ trở lại với quý khán giả trao đổi những thông tin vẫn là liên quan đến cụ Gò Công và những tin tức khác ha. 2 ngày trước thì Xuân Mỹ bị amidan hành cho nên là chiều hôm kia và ngày hôm qua không có thu video gửi cho quý khán giả, nhưng mà Xuân Mỹ vẫn cập nhật tình hình trên trang fanpage cá nhân của mình và trang YouTube cộng đồng, vẫn là những liên quan đến cậu Út Gò Công. Bây giờ thì Xuân Mỹ cũng vào ngay kênh YouTube, Xuân Mỹ sẽ điểm qua lượt view của bài MV Người ơi đừng bỏ quê ha. Xuân Mỹ không vào thẳng mà hôm nay thì cái họng nó vẫn còn nặng nặng, nhưng mà cố gắng chia sẻ với mọi người vì là thấy có một cái thông tin mà Xuân Mỹ cần nói rõ. Và đây mọi người vào tìm kiếm của YouTube ha, rồi thấy Người ơi đừng bỏ quê thì chọn vô đây, rồi chọn bài Người ơi đừng, MV Người ơi đừng bỏ quê ha. Nó có quảng cáo cho nên Xuân Mỹ cho nó MV cho tới hôm nay sau 11 ngày phát hành thì MV vẫn ở trong top 5 danh mục âm nhạc thịnh hành của YouTube, và hôm nay là 1 triệu tư rồi, và con số cụ thể là 1 triệu 420 ngàn. Đây cả nhà nhìn thấy ha, top 5 trong danh mục âm nhạc thịnh hành, 21 ngàn lượt thích và 1 triệu 420 ngàn, có lẽ hơn sao nè. Đó cả nhà, chứng tỏ rằng là khán thính giả xa gần vẫn tích cực cài view cho MV mỗi ngày. Cài ngày cài đêm cài rất là chăm chỉ ha. Xuân Mỹ cho nó chạy quảng cáo xuống dưới để mình vào kênh của Cường. Kênh của Cường thì vẫn là 157.000 người đăng ký. MV Người ơi đừng bỏ quê thì 1 triệu tư rồi ha. Bài Đèn khuya thì cũng được 776.000 lượt xem. MV Cổng mẹ audio Cổng mẹ thì cũng được 821.000 lượt xem rồi. Nó cũng sắp xỉ cán mốc triệu view. Thì liên quan tới MV này thì hôm kia Xuân Mỹ có thấy cái bạn YouTube kia lên video và giải thích lý do vì sao mình cover bài Người ơi đừng bỏ quê. Xuân Mỹ có vào đó bình luận và Xuân Mỹ chia sẻ, bình luận là góp ý với cái bạn đó về việc bản quyền âm nhạc. Bởi vì MV Người ơi đừng bỏ quê đó là cái lời á, cái lời bài hát Người ơi đừng bỏ quê do anh Sơn Hạ sáng tác là Cường đã mua độc quyền cho mình rồi. Nó giống như bài hát Cổng mẹ vậy đó. Tức là ở đây chúng ta đã khẳng định Cường có một tài sản riêng của mình, đó là MV Người ơi đừng bỏ quê sau hơn 8 năm đi hát. Thì đây là đã nói là tài sản thì phải được phải là do cậu ấy chủ sở hữu, đúng không cả nhà? Chủ sở hữu độc quyền. Bây giờ Xuân Mỹ nói nôm na cái chủ sở hữu là sao? Nó giống như hãng Toyota sản xuất chiếc Fortuner, chiếc xe Fortuner 7 chỗ vậy đó. Thì chúng ta mua về là chúng ta có chủ quyền chiếc xe Fortuner đó. Ai muốn sử dụng chiếc xe đó thì phải thuê lại, phải trả tiền thuê. Ví dụ như một ngày thuê 2 triệu đi thành phố Hồ Chí Minh thì người lái xe phải trả tiền thuê, cái người sử dụng xe đó phải trả tiền thuê. Thì ở đây tác quyền âm nhạc của bài hát này, ai bất kỳ ai muốn sử dụng lời bài hát nha, Xuân Mỹ chưa nói tới cái sử dụng cái toàn văn cái bài nhạc luôn, mà lời bài hát giống như bạn YouTuber kia sử dụng lời bài hát cover nhạc lại. Nhưng mà ở đây Xuân Mỹ góp ý với bạn ấy là khi bạn ấy cover, bạn ấy chưa có xin phép chủ sở hữu là Cường. Khi Xuân Mỹ thấy cái bài đó phát lên, Xuân Mỹ đã có liên lạc với đội ngũ ở trên Sài Gòn và người ta xác nhận là bạn đó chưa có liên lạc với Cường. Thì sau đó là thấy là rất có nhiều người phản ứng, có nhiều người đồng tình, bạn ấy lên video, bạn ấy chia sẻ rằng bạn ấy không liên lạc được với Cường. Xuân Mỹ nói với mọi người, bạn ấy không làm sao mà liên lạc điện thoại được. Thì Cường có một cái trang fanpage đây. Cái trang fanpage này rất là nhiều lần. Trang fanpage này có cái địa chỉ email contact.hovancuong@gmail.com. Bạn ấy đó, bạn đó tự ý lấy lời bài hát cover là bạn ấy đó đã vi phạm tác quyền âm nhạc rồi. Bạn ấy lại giải thích là không mail, không không liên lạc được với Cường thì phải hỏi anh Sơn Hạ, đúng không? Ví dụ thấy anh Sơn Hạ là người sáng tác, là tác giả bài hát đó, thử xem anh Sơn Hạ anh trả lời như thế nào, đúng không? Anh Sơn Hạ sẽ nói bài này là Cường đã mua độc quyền thì quyền quyết định là Cường hay là như thế nào. Còn không, mình gửi mail contact hovancuong@gmail.com, cái mail đó là mail Cường nhận
show từ lâu nay đó. Rồi nếu mà không liên lạc được với Cường thì phải hỏi một người nào đó nữa, ví dụ như cô trợ lý. Cô trợ lý mặc dù là tạm thời nhưng cô trợ lý đó cũng biết ý của Cường, đúng không? Cái này không hỏi tự đi cover khi người khác nói mình còn vi phạm bản quyền. Mà Xuân Mỹ là góp ý với bạn đó để bạn đó ẩn, vì là Xuân Mỹ đưa ra những cái tình huống và nói rõ ràng bản quyền âm nhạc nó khác với bản quyền YouTube nữa ha. Tác quyền âm nhạc là như thế nào? Đây, Xuân Mỹ xin có một cái bài viết này của bên BH Media, người ta trả lời cho bên ACC Group nè. Tìm hiểu về bản quyền âm nhạc trong môi trường số năm 2023. Đây là một cái tác phẩm mới nhất, một bài viết mới nhất. Đăng ký bản quyền âm nhạc là một hình thức bảo vệ tác phẩm của nhà soạn nhạc, của tác giả hoặc chủ sở hữu tác phẩm. Chủ sở hữu tác phẩm đây là Cường đó. Gửi yêu cầu đăng ký đến cơ quan bản quyền tác giả để được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả âm nhạc, và qua đó xác nhận quyền của người đối với tác phẩm âm nhạc do mình sáng tác, đồng thời giúp ngăn chặn các hành vi vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc. Trong bài viết này thì công ty luật ACC sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến bản quyền âm nhạc môi trường số. Như vậy, bản quyền âm nhạc là gì? Theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 14 của luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 và 2019 quy định về các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả như sau. Điều 14, tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm điểm D của cái điều cái mục 1 này là tác phẩm âm nhạc. Bản quyền âm nhạc là quyền của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm âm nhạc do họ sáng tạo ra. Đồng thời, tác phẩm âm nhạc là đối tượng được pháp luật bảo hộ quyền tác giả, có thể là một ca khúc hay là một bản nhạc không lời hoàn thiện. Đó. Đó. Nói tóm lại là như vậy. Rồi khúc sau thì luật sẽ đưa ra những cái gì? Luật ở đây giải thích là đăng ký bản quyền âm nhạc làm sao, rồi vi phạm tác quyền làm sao ha. Thì cái này nó rất là dài, Xuân Mỹ sẽ là chia sẻ về trang cá nhân của mình để mọi người biết mà đọc. Nhưng mà Xuân Mỹ xin chia sẻ với cả nhà như vậy là MV, lời của bài hát Người ơi đừng bỏ quê là đã được Cường mua độc quyền luôn. Nó giống như cái bài hát Cổng mẹ vậy đó. Như vậy thì ai mà muốn cover, Xuân Mỹ không có bài xích cái chuyện cover nha. Càng nhiều người cover càng tốt, nhưng trước khi cover bạn phải liên hệ với chủ sở hữu là Cường. Chủ sở hữu bài hát ở đây là Cường. Nếu bạn không liên lạc được với Cường thì bạn phải liên lạc với anh Sơn Hạ để biết coi là chủ sở hữu. Anh Sơn Hạ sẽ có cách liên lạc với Cường và bạn sẽ nhận được câu trả lời là chủ sở hữu đó đồng ý cho bạn cover bài hát này. Và để cover lại bài hát này bạn phải trả tiền tác quyền âm nhạc, tác quyền tác phẩm đó cho Cường là bao nhiêu, mỗi một lần cover là trả cho chủ sở hữu bao nhiêu tiền. Cũng giống như mỗi một lần bạn thuê xe một ngày 2 triệu đi thì bạn phải trả, chứ không tự nhiên chiếc xe người ta đậu trong sân nhà của người ta gắn chìa khóa đó mình vô mình lấy, mình chạy đi gông gũi rồi mình đón người này mình đón người kia ở trên đường, mình đưa người ta đi đến mà điểm cuối của con đường, xong rồi mình nói mình không liên lạc được với chủ nhà là sai ha. Cho nên Xuân Mỹ thấy bạn đó làm sai, Xuân Mỹ mới nói là sai. Sai thì làm sai thì mình phải sửa sai. Sửa sai thứ nhất là gì? Bạn đó có thể giữ cái bài hát đó trên kênh của mình và liên hệ ngay với bên Cường. Cường có địa chỉ email, tại bạn đó làm liều thôi. Đầu tiên là làm liều, tự ý lấy rồi cover chỉ mới có 6 ngày. Mới có 6 ngày bài hát đạt triệu view là bà con khán giả vẫn còn đang cày view tích cực trên kênh đó để giữ top tăng view. Tức là MV đó vẫn còn nóng hôi hổi, MV đó chưa có nguội. Đó, thứ nhất. Thứ hai là bạn đó phải liên lạc với Cường, xem Cường phải thỏa thuận. Bây giờ là tôi đã cover nhưng mà bây giờ là chủ quyền, là anh là chủ quyền lời bài hát này, như vậy thì anh có thể thỏa thuận giá cả.
mỗi một lần khô vơn vậy là thỏa thuận giá cả. Xong bạn ấy nói là nếu mà bên nhóm của Cường mà không muốn bạn ấy giữ đăng cái video, đăng cái cover đó thì bạn ấy ẩn. Đương nhiên là bạn ấy sẽ phải ẩn, trong tương lai là bạn ấy sẽ phải ẩn. Xuân Mỹ nói nếu như bạn không thỏa thuận trả được một cái khoản tiền thuê cái là lời bài hát này trên kênh của mình thì bạn ấy bắt buộc phải ẩn, bởi vì là bạn ấy đang vi phạm bản quyền. Xuân Mỹ nói rõ quan điểm và sự hiểu biết của mình là bạn ấy đang vi phạm tác quyền âm nhạc của bài Người ơi đừng bỏ quê, chưa nói là cái video trên YouTube nha. Tác quyền âm nhạc ở đây là chủ sở hữu là Cường đã mua. Bởi vì lý do tại sao mà khi anh Nathan Lee đó, anh ca sĩ Nathan Lee, ảnh mua một số cái bài mà trước đây là bài hit của Cao Thái Sơn, ảnh mua từ chính ông tác giả sáng tác, ảnh mua bản quyền thì Cao Thái Sơn không thể nào mà hát lại những cái bản hit đó được. Đó là cả nhạc, đó là người ta đã mua độc quyền rồi. Ở đây là Cường mua độc quyền cái bài Người ơi đừng bỏ quê rồi ha. Chứ chưa nói là tới cái nhạc nha cả nhà. Đó, điều thứ nhất là bạn ấy phải liên lạc với chủ sở hữu là Cường. Như vậy là Xuân Mỹ đã nói là bạn ấy hiện khi mà Xuân Mỹ liên lạc với giới trên Sài Gòn, Xuân Mỹ biết là Cường trả lời là không có ai liên lạc với Cường để sử dụng bài hát đó cover lại, thì là bạn ấy đã vi phạm tác quyền âm nhạc rồi. Nếu như mà bạn ấy không gỡ, bạn ấy không ẩn, bạn ấy không liên lạc với Cường để trả một phần khoản phí thì giống như phí đó, phí thuê xe vậy đó, không trả khoản phí mà vẫn giữ bài hát đó trên kênh thì Cường có thể sao ta kiện kiện là bình thường. Xuân Mỹ đưa cái đó ra là đưa cái tình huống trong tương lai, nếu bạn ấy không có những cái giải pháp ở hiện tại, không có gì là dọa bạn ấy hết, mà Xuân Mỹ góp ý với bạn ấy và đưa ra những cái tình huống mà bạn ấy có thể đối mặt. Nó cũng giống như thời gian trước là gia đình của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trải qua một khoảng thời gian đấu tranh pháp lý mới giữ được những cái bản quyền âm nhạc của bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trước đó là người ta sử dụng bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rất là nhiều trong những cái hoạt động, nhưng mà gia đình của nhạc sĩ đã làm được cái bước đó là đăng ký tác quyền và được bên bảo hộ tác quyền tác giả. Và ở đây cái việc mà mua bản quyền riêng đó là việc Cường làm việc với anh Sơn Hạ. Nếu như chúng ta không liên lạc được với Cường, chúng ta cũng có thể nói chuyện với anh Sơn Hạ, bài hát đó giờ vậy em muốn sử dụng, em cover lại thì có được hay không, mình phải hỏi chứ. Người ta để tác giả Sơn Hạ to đùng ở trên đó mà, nếu không liên lạc được với cái ông hát thì phải liên lạc với cái ông ta làm ra cái tác phẩm đó, đúng không? Cái này mình đã cover, mình tức là mình tự ý mình cover thì mình có giải thích có chống chế gì thì mình cũng sai. Phải cho họ, với Xuân Mỹ không có sợ cái gì hết. Thấy sai thì nói người ta sai. Mình thấy người ta sai, mình giúp người ta nhìn ra cái sai để khắc phục cái sai, lúc đó là mình mới là người tốt. Chứ không phải mình thấy người ta sai rồi mình vô mình cổ xí cho người ta, mình còn khen người ta làm vậy là làm đúng, không phải. Nó có nhiều cái trường hợp đúng. Ví dụ như bạn ấy đem cái bài Sao trời làm gió gì ra đó, Sao trời làm gió nó là một cái sản phẩm khác nữa. Ở đây mình không có bàn. Ở đây mình chỉ bàn là lấy bài hát của người ta độc quyền cover nhưng chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu, và mình chưa có trả một khoản phí nào mà mình đem cái bài hát đó lên YouTube. Và bạn ấy nói là bài đó lượt view thấp, lượt view cũng hôm hôm đó, cái ngày hôm mà bạn lên video bạn giải thích thì cái lượt view của cái bài đó gần cả chục ngàn lượt view. Như vậy không ít, cả chục ngàn lượt view, mà mỗi 1.000 lượt view là YouTube đã trả bạn mấy chục đồng rồi, là đã có doanh thu YouTube, là bạn đã đem cái bài đó bạn kinh doanh trên YouTube rồi ha. Mình phải nói rõ như vậy để mọi người hiểu. Mọi người nói là mọi người thương Cường, ủng hộ cover, Xuân Mỹ đồng ý ủng hộ cover, ủng hộ review để lan tỏa, nhưng mà một khi ai đó cover là phải trả tiền thuê lời bài hát là tác quyền âm nhạc đó. Nói rõ như vậy, Xuân Mỹ không quan tâm, không khe những cái lời bình luận chỉ trích. Xuân Mỹ theo sau cái bình luận Xuân Mỹ trên kênh bạn đó, bởi vì quan điểm của Xuân Mỹ là góp ý cho bạn đó có nghe hay không, trong tương lai thì bạn đó sẽ đón nhận những cái tình huống gì sắp tới. Còn mọi người xung quanh có vô chỉ trích Xuân Mỹ hay này nọ, Xuân Mỹ không có quan tâm, mà Xuân Mỹ đang chỉ ra cái sai của bạn đó, cái thời điểm đó. Còn có mẹ còn gửi cho Xuân Mỹ cái bài viết mà Mỹ Tâm đồng ý cho bạn trẻ nào đó cover bài Tất cả vì em, vì em tất cả của Mỹ Tâm.
hoàn toàn nó lại cái này nó tình huống khác nữa. Đây không tất cả vì em tất cả là MV mấy thứ mấy chục 100 của Mỹ Tâm rồi, nó là trở nên một cái MV bình thường, và Mỹ Tâm là chủ, là tác giả của MV đó. Cổ có quyền cho ai đó cover, đó là thoải mái của cổ. Mình không có đem cái chuyện Mỹ Tâm cho ai đó cover gắn với cái MV của Cường, bởi vì Cường không có cho ai cover hết. Và có người còn nói đó, lý do tại sao mà Xuân Mỹ đi nói điều đó mà Cường chưa lên tiếng. Ủa, từ lúc Cường bước ra khỏi cái ekip bên kia, Cường chưa bao giờ lên tiếng về vấn đề gì, dù người ta đổ oan cho mình rất nhiều, đúng chưa? Cường chưa bao giờ lên tiếng với bất kỳ ai về việc người ta làm sai với Cường, chỉ âm thầm lặng lẽ đi tới. Như vậy thì bây giờ mình thấy được con có một cái tài sản âm nhạc giá trị như vậy, mình phải bảo vệ con chứ. Nếu con không lên tiếng mà mình thấy người ta sai, mình phải nói chứ, đúng không? Mình nói ở đây bởi vì mình bỏ tiền ra mình mua một chiếc xe mấy trăm triệu về mà người ta lấy, người ta chạy không, thì hỏi bản thân mình nè, bản thân chúng ta nè, có chấp nhận hay không? Chứ đừng nói gì bản thân Cường bỏ ra một số tiền rất lớn mua cái bài hát đó về để làm MV, rồi tự tiện có một anh ất ơ nào đó nhảy vô lấy lời của bài hát mình cover. Còn có người còn khen anh đó hát ngọt hơn Cường nữa. Trời đất ơi, vậy là mình là đang thương Cường hay mình hại Cường, đúng không? Mình thấy người ta sai, mình góp ý để cho người ta quay lại, người ta trả tiền, người ta muốn sử dụng bài hát đó bao nhiêu lần thì bao nhiêu lần phải trả tiền thuê, nó công bằng sòng phẳng, luật có quy định hết đó. Luật sở hữu đây nè ha, gọi là luật sở hữu trí tuệ, người ta có quy định hết. Cường có hợp đồng mua bán là chắc chắn là Cường có thể kiện nếu ai đó tự ý làm. Còn bây giờ khi Xuân Mỹ góp ý là bạn đó có thể khắc phục, là tìm làm sao đó tìm liên lạc với Cường trả bản quyền nếu bạn ấy muốn giữ cái bài hát đó trên YouTube của mình, còn không là bạn ấy phải gỡ thật. Còn mọi người cứ theo dõi đi, trong tương lai cho bạn ấy giữ được bài đó bao lâu. Bởi vì là lý do tại sao hôm nay Xuân Mỹ đã thấy cái anh này ảnh đăng rồi nè, đây cái anh này ảnh đăng, và Xuân Mỹ thấy là mọi người share vào cái trang Hồ Văn Cường Fan Club. Ta nói thương idol của mình thì phải làm cho đúng chứ đừng có là làm theo cái kiểu amateur ha. Đây nè nè, Xuân Mỹ vào mê tấp cho cả nhà nghe xem ha, mê tấp network đây. Không có tự nhiên mà anh mê tấp, ảnh tối hôm qua anh đăng cái bài này đây ha, đăng để biết là bản quyền trên đó anh mê tấp ảnh đăng giữ. Chúc mừng MV Người ơi đừng bỏ quê của Hồ Văn Cường đạt top 5 music trending. Nhạc phẩm mang âm hưởng dân ca do Sơn Hạ viết riêng cho Cường. Cái chữ riêng này là mọi người hiểu rồi nha. Nội dung ca khúc là lời nhắn nhủ những người xa quê luôn nhớ về cội nguồn. MV có sự tham gia của diễn viên Nhí Hạo Khang đóng vai bé An trong đất rừng phương Nam, với hình ảnh cánh đồng bên sông Con Đò gợi không khí mộc mạc và cảm xúc hoài hương. MV đã được đón nhận bởi đông đảo khán giả và giành vị trí top 5 trong music trending, thật là xứng đáng. Mê Tấp Network là sự lựa chọn của một số nghệ sĩ, các nhà sáng tạo trên YouTube. Đó, không phải tự nhiên mà anh Mê Tấp ảnh đăng cái này đâu mọi người ơi. Mình phải hiểu ha, mình phải hiểu, mình phải có sự nhạy bén. Và Xuân Mỹ từ trước giờ Xuân Mỹ khẳng định với mọi người chưa bao giờ Xuân Mỹ làm sai với Cường cái gì. Cho nên là khi mà Xuân Mỹ nghe được là có cô nào đó gửi tin nhắn mét Cường là cô Xuân Mỹ đang hại Cường vì là không cho cái bạn kia YouTuber kia cover mét Cường, rồi Cường xử lý Xuân Mỹ hay hay là Cường Cường thù ghét Xuân Mỹ cả nhà. Các bà các mẹ đừng làm như vậy mà hãy tỉnh táo cái tư duy của mình, hãy sáng suốt xem. Không tự nhiên mà Xuân Mỹ nói cái điều đó ra ha. Xuân Mỹ đây từ trước tới giờ cả các bà các mẹ thấy rồi, Xuân Mỹ chưa bao giờ đi comment tùm lum. Cái tên Xuân Mỹ, cái nickname Xuân Mỹ Vlog chưa bao giờ đi comment tào lao mía lao ở đâu hết. Mà hễ mà comment ở đâu là phải có đúng tính chất, đúng sự việc mới comment.
cái bạn YouTuber kia không có phản ứng, bởi vì là bạn ấy biết bạn ấy làm sai, cho nên cuối cái video giải thích đó bạn ấy nói là ekip của Cường mà muốn muốn là mình ẩn video thì mình sẽ ẩn, tức là bạn ấy đang làm sai nhưng cố tình neo lại bởi vì thấy các bà các mẹ ủng hộ và vô đó xem cả chục ngàn lượt xem trong đó. Đó thì là bởi vì là phía Cường chưa, lúc đó phía Cường chưa có lên tiếng gì cho nên là bạn ấy cứ giữ vậy. Nhưng mà mê túp đã đăng như vậy thì cả nhà phải hiểu ha. Tự động mê túp sẽ có động thái làm việc với là bạn ấy thôi, đó. Đâu có đùa. Chuyện luật pháp đâu có đùa được. Mà luật ở đây, luật bản quyền YouTube nó còn khác với luật sở hữu trí tuệ nữa ha. Đó, Xuân Mỹ cho cả nhà, cho cả nhà xem cái bài viết của mà bản quyền âm nhạc thì Xuân Mỹ đọc cho cả nhà rồi đó. Đó, của công ty luật AC đưa ra, cái gì mình cũng phải tìm hiểu. Bản quyền ở đây Xuân Mỹ nói là tác quyền âm nhạc là chủ sở hữu cái bài hát đó đó, chứ chưa kể nói là cái bài phối đăng ở trên YouTube Hồ Văn Cường Official nha. Chủ sở hữu là tại sao mà công ty Metup nói là tác giả Sơn Hạ viết riêng cho Cường là bài này chỉ có Cường hát thôi. Cường sẽ đem đi diễn các show diễn của Cường hát thôi, chính Cường hát ra. Một ai đó muốn hát bài hát đó phải trả tiền, cũng giống như một ai đó muốn thuê chiếc xe đi đâu đó phải trả tiền thuê chiếc xe. Đơn giản là vậy ha các bà các mẹ, không có nói nhiều. Còn ai đó chỉ trích Xuân Mỹ, xin thưa Xuân Mỹ chưa bao giờ làm điều gì mà ảnh hưởng tới Cường. Khi Xuân Mỹ đã vào đó comment cho bạn đó biết là bạn đó làm sai vì vi phạm tác quyền âm nhạc, thì Xuân Mỹ đã nắm được tin ở trên Sài Gòn là chưa có ai liên lạc với Cường để xin phép hát bài đó. Chưa ai liên lạc, như vậy là biết chắc là bạn đó làm sai, mình mới vô mình góp ý với bạn đó. Ở đây là nói về tác quyền âm nhạc nghe, chưa có nói tới là bản quyền YouTube. Bản quyền YouTube từ từ người ta sẽ xử lý. Còn ở đây là nói về tác quyền âm nhạc là chủ sở hữu của bài hát đó đó, là anh Sơn Hạ viết riêng cho Cường. Thì bạn đó cover, mặc dù là bạn đó nói cái, bạn đó viết nhạc lại, làm nhạc lại, phối nhạc lại, nhưng cái lời là quê cứ hỏi tôi rằng bao giờ mới về thăm quê, là mà bạn đó lấy nguyên nội dung bài hát bạn đó hát là bạn đó đã sai rồi, đã vi phạm tác quyền âm nhạc rồi ha. Nói như vậy để mọi người hiểu rõ. Dông dài gom lại là gì? Chiếc xe hơi mà chúng ta mua đem về sân nhà chúng ta đứng quyền chủ sở hữu, đứng tên của chúng ta, mặc dù xe hơi đó hiệu Toyota nhưng mà chiếc xe hơi đó đứng tên ông Hồ Văn Cường, thì ông Hồ Văn Cường có đủ quyền để kiện đó. Xuân Mỹ phân tích ra như vậy, tự ý lấy xe hơi của ổng đi mà không trả tiền thuê xe, không liên lạc, không làm hợp đồng thuê xe thì coi như vi phạm. Vậy thôi, đơn giản ha cả nhà. Xuân Mỹ nói hơi dông dài để cho cả nhà hiểu là không phải gì tự nhiên. Còn khán giả nào ở đây Xuân Mỹ nói khán giả mà biết số điện thoại của Cường á, khán giả đó thì cũng không phải là xa lạ. Biết số điện thoại của Cường thì phải tôn trọng bạn ấy. Bạn ấy đi học từ sáng tới chiều, buổi tối còn phải đi luyện thanh. Con không có thời gian đâu, con đi quan tâm mấy chuyện mà linh tinh. Mà cái chuyện mà cô Mỹ này đóng góp á, là trước giờ cô Mỹ chưa bao giờ nói sai, chưa bao giờ làm gì ảnh hưởng tới Cường. Cho một khi cô Mỹ đã lên có bình luận, lên có ý kiến thì cô Mỹ đã nắm chắc vấn đề rồi mới lên nói. Và một lần nữa, cho tới giờ Xuân Mỹ nói cover là Xuân Mỹ không có phản bác chuyện cover ha. Cover đi càng nhiều càng tốt, nhưng mỗi một lần cover phải liên hệ với bạn Cường trả tiền bản quyền âm nhạc, trả tiền tác quyền âm nhạc, là giống như trả tiền thuê xe. Muốn lấy xe đi đâu là phải trả tiền thuê xe. Thì ai đó mỗi một lần cover là phải trả tiền lại cho Cường. Không biết sử dụng cover bài hát này đi hát trong tiệc cưới, hay đi hát ở trên YouTube, hay là đi hát ở tụ điểm âm nhạc nào không biết. Nhưng muốn cover lại là phải trả tiền tác quyền. Nó khác với bài Sao Trời Làm Gió, nó khác với cái MV Tất Vì Em Tất Cả của Mỹ Tâm ha. Hoàn toàn sự việc nó khác nhau, cho nên không ai có thể đem ra mà so sánh được. Giờ nói tóm lại là bạn ấy muốn giữ cái bài hát đó trên kênh bạn ấy, bạn ấy phải chủ động liên lạc với anh, bên anh Sơn Hạ. Anh Sơn Hạ sẽ có cách kết nối với Cường, đó là Xuân Mỹ nói ra một cái giải pháp kết nối với Cường. Bạn ấy phải trả một khoản tiền 5 triệu, 10 triệu gì tùy Cường quyết định đó. Đây là Xuân Mỹ nói rõ để khán giả hiểu. Chúng ta yêu thương idol
thì chúng ta phải tỉnh táo và chúng ta phải sáng suốt lựa chọn ha, lựa chọn cái giải pháp nào tốt cho idol. Còn cái người người ta hiểu biết, người ta lên tiếng, kệ người ta, ta lên tiếng miễn sao người ta nói đúng vấn đề là được, không ảnh hưởng gì tới mình. Mà ở đây Xuân Mỹ còn góp phần bảo vệ quyền lợi cho Cường nữa, cho nên là khỏi mét, khỏi chơi gì, chơi nhắn tin mét, mét là người lớn hết rồi. À, cái người mà nhắn tin cho Cường đó mét đó là còn lớn tuổi hơn Xuân Mỹ nữa, già đầu hơn Xuân Mỹ nữa, nhưng mà chơi đó thì ổng đẹp ha. Mà Xuân Mỹ cũng không có làm gì sai cho nên phải sợ, nhắn tin cho Cường cũng chả giải quyết được vấn đề gì. Vấn đề quan trọng là mình đi hỏi cái bạn YouTube đó là bạn đã xin phép Cường chưa, bạn đã trả bao nhiêu tiền tác quyền để bạn cover lại bài hát này. Còn cái việc mà review thì cả nhà thấy hôm nay Xuân Mỹ vẫn ủng hộ các bạn YouTuber nước ngoài review MV đó cho Cường, bởi vì mỗi một lần YouTuber review là cái ảnh hưởng, cái sức ảnh hưởng của MV, người ta tìm về cái bản gốc của MV người ta nghe. Còn cover là đã lấy nguyên cái lời của bài hát hát lại trên cái kênh của mình, là nó là khác hoàn toàn ha, không có sự cho phép của chủ sở hữu tác phẩm âm nhạc đó nữa thì mình lại càng sai. Cho nên là thấy sai thì phải nói, quan điểm của Xuân Mỹ vậy, thấy sai thì phải nói. Có một chi tiết nữa Xuân Mỹ muốn chia sẻ với cả nhà trước khi dừng video này, bởi vì Xuân Mỹ quan tâm cái video này chủ yếu là chia sẻ cái lý do tại sao mà Xuân Mỹ nói về tác quyền âm nhạc khi người ta sử dụng bài hát của Cường. Mình thấy người ta chưa xin phép mình phải nói, bởi vì là đó là cái tài sản riêng của Cường. Xuân Mỹ xin khẳng định lại, tài sản riêng của Cường, ai muốn cover là phải trả một khoản phí cho Cường ha. Còn chuyện Mỹ Tâm cho người khác cover tác phẩm của Mỹ Tâm là quyền của cổ ha. Sao Trời Làm Gió, cái anh tác giả của Sao Trời Làm Gió cho mọi người cover là quyền của ảnh, nhưng ở đây người ơi đừng bỏ quê là tác quyền của Cường. Cường cho phép hay không chúng ta phải liên lạc, và chúng ta thấy ai đó cover mà mới thì chúng ta phải hỏi, đặt câu hỏi liền, bạn đã có sự cho phép của Cường chưa? Nếu như người đó trả lời là có rồi thì chúng ta yên tâm nghe bài cover đó. Còn người đó nín thinh, người đó dông dài giải thích thì chắc chắn là Cường chưa có nhận được lời mà hỏi, chưa có nhận được, chưa có gặp sự trao đổi, chưa có được sự cho phép của Cường. Và ở đây cái bài mà bạn YouTuber đó cover Xuân Mỹ xác nhận lại một lần nữa, cho tới giờ là Cường chưa cho phép cover ha. Nó ảnh hưởng tới cái tiền bạc tài chính của người ta nhiều lắm, mình phải tỉnh táo chứ. Cường đã bỏ công sức ra mua một bài hát rồi về rồi bỏ công sức ra làm MV. MV mới phát hành có 6 ngày mới đạt triệu view, là qua ngày hôm sau bạn ấy cover lại rồi mà mình cũng rần rần mình khen. Xong khi Xuân Mỹ góp ý thì nhảy vô chỉ trích Xuân Mỹ. Xuân Mỹ góp ý cho bạn đó là Xuân Mỹ góp ý đúng đó. Chứ không, Xuân Mỹ không có nói bậy đâu. Người ta nói là ăn có thể ăn bậy bạ để sống qua ngày, nhưng nói thì không thể nói bậy được. Xuân Mỹ lên video hay Xuân Mỹ đi góp ý với ai chưa bao giờ mình nói bậy hết. Mình nói phải đúng vấn đề ha. Cho nên là phải suy nghĩ cho kỹ. Còn thích Xuân Mỹ hay không, không thích mà vô đó phản bác thì Xuân Mỹ không có khe. Bởi vì sao? Chả liên quan gì tới vận mệnh của Xuân Mỹ hay đời sống kinh tế gì của Xuân Mỹ. Bạn thích ai là quyền của bạn, kệ bạn. À, còn bạn nói bạn yêu idol mà bạn đi ủng hộ người khác ăn cắp tài sản của idol mình đem ra sử dụng thì bạn cũng hết hơi. Cũng Xuân Mỹ cũng cạn lời luôn, không biết nói như thế nào luôn ha. Rồi Mây Lang Thang tối hôm qua cũng đã in đăng lại cái poster, mà cái poster này show diễn này thì Xuân Mỹ cũng đã có chia sẻ với mọi người. Hôm nay là show diễn 1 tháng 1 chào năm mới 2024 ở tại Mây Đà Lạt, và họ đã sửa cái poster thành màu đỏ rất là rực rỡ sắc xuân. Xuân này là xuân dương lịch, Tết dương lịch ha. Cả nhà có muốn book vé thì gọi cho Xuân Mỹ 0913 136 109, Xuân Mỹ sẽ kết nối với các bạn FC miền Nam. Và cái tốc độ mua vé của khán giả, đây tốc độ mua vé của khán giả cũng rất là 900 vé cả nhà. Bên Mây sử dụng là 900 vé. Hôm nay sẽ không có tin trật tự xã hội và không có đưa tin Đại học Hoa Sen, bởi vì tập trung thời gian để nói về cái sự vi phạm bản quyền âm nhạc. Ở đây là vi phạm bản quyền âm nhạc, chưa nói tới bản quyền YouTube nha. Bản quyền YouTube bên Metup người ta sẽ nói. Đây, cái sơ đồ vé nè cả nhà. Sơ đồ vé cho tới giờ thì cái lượng vé cũng giảm ra chưa có. Cũng không có giảm so với mấy ngày trước,
Nhưng mà hôm nay là 17 rồi ha. Hôm nay là 17 rồi, 16 rồi. Hôm nay là 16 rồi, cho nên là đã giữa tháng 11 rồi đó, rồi 16 còn tới 1 tháng rưỡi nữa lận. Thành ra là mọi người cứ Xuân Mỹ xin nhắc lại số Zalo của Xuân Mỹ là 0913136109. Cả nhà nào muốn book vé qua FC miền Nam, đặt vé đi vé xe đi xe chung FC miền Nam, ngủ chung với FC miền Nam thì kết nối với kết bạn Zalo với Xuân Mỹ. Xuân Mỹ sẽ kết nối với các bạn ở FC miền Nam ha. Còn lại thì Xuân Mỹ khẳng định với mọi người, đã nói là tài sản của ai đó thì là chủ sở hữu là ai đó, và ai đó có quyền xử lý, có quyền kiện. Xuân Mỹ chỉ dựa trên những cái hiểu biết của mình phản ánh đến với mọi người, và tất cả những lời Xuân Mỹ nói bảo vệ Cường chứ không có làm gì hại Cường hết trơn á. Còn ai đó không thích Xuân Mỹ là việc của mấy mấy anh chị, việc của quý vị. Quý vị không thích Xuân Mỹ kệ quý vị. À, còn Xuân Mỹ nói trách nhiệm của Xuân Mỹ là phải chỉ ra cho người ta sai sai ở đâu, và chỉ người ta sai thì mới lên tiếng bảo vệ được Cường, chứ không có ai vua ha. Với Xuân Mỹ rõ ràng là không ai vua theo cái sai, rõ ràng là như vậy, nói rõ như vậy. À, những cái bình luận của Xuân Mỹ trên kênh bạn đó là đang làm đúng, và Cường cũng biết điều đó. Cường cũng có đọc tất cả comment của các ông các bà ở trên cái video của cái bạn đó, Cường có đọc. Xuân Mỹ khẳng định như vậy ha. Rồi, kết thúc video ở đây, và Xuân Mỹ xin cảm ơn khán giả xa gần đã tin tưởng ủng hộ kênh Xuân Mỹ. Ai chưa bấm đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo của Xuân Mỹ. Và nhớ là bấm like video cho Xuân Mỹ nha. Rồi, có những cái thông tin gì nữa Xuân Mỹ sẽ chia sẻ với mọi người. Dựa trên tôn chỉ mục đích bảo vệ, ra những cái lập luận bảo vệ Cường ha. Còn ai có nghĩ gì tùy. Xuân Mỹ vẫn bảo vệ quan điểm của mình là vì Cường mới lên tiếng. Rồi, Xuân Mỹ xin chào tạm biệt, chúc cả nhà có bữa trưa ngon miệng. Xin chào ạ.